Cô chào em, hôm nay cô Trang Anh sẽ tiếp tục với một phần video hỗ trợ em học nhóm từ cùng chữ nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học cái nhóm từ cùng chữ nghĩa số 95. Với cái nhóm từ này sẽ có tổng cộng là 6 từ để chúng ta cùng so sánh sự khác nhau giữa chúng. Đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu với cái từ đó là từ. Với từ capacity nghĩa là gì? Với từ capacity nghĩa là khả năng để mà hiểu hoặc làm gì đó nhá. Rồi nhớ cho cô cái phần mà cô in màu đấy. Rồi với từ sau. Với từ ability nghĩa là gì? Với từ ability nghĩa là hiện thực mà ai đó, cái gì đó có thể làm được điều gì. Tức là cái khả năng ở hiện tại mà ai đó, cái gì đó có thể làm được điều gì đó. Đúng không ạ? Rồi, thế còn với cái từ sau cô có cái từ đó là từ. Với từ possibility nghĩa là gì? Là một việc mà có thể xảy ra. Đúng không ạ? Hoặc trở thành hiện thực. Trở hiện thực mà một việc gì đó có thể xảy ra hoặc là thành hiện thực. Nhưng mà không chắc chắn. Nói chung là trong cái đống bùng nhùng này, em chỉ cần nhớ cho cô từ sau. Với cái từ possibility nghĩa là khả năng cho một cái điều gì đó có thể xảy ra hoặc thành hiện thực nhưng mà không chắc chắn. Đó, em chỉ cần nhớ cho cô như vậy thôi. Rồi, với từ sau. Với từ likelihood nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra nhưng mà cái khả năng này nó sẽ chắc chắn. Đúng. Rồi, cô có với cái từ sau này. Với cái từ probability bằng với cái từ likelihood nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra. Thế còn với cái từ cuối cùng đó là từ prospect. Với cái từ prospect nghĩa là gì? Nghĩa là khả năng một điều gì đó, thường là cái điều tốt đẹp có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Nhớ. Bây giờ để giúp em hiểu sâu về nó thì em sẽ phải vào phần bài tập. Trong cái phần bài tập này thì cô sẽ phân tích qua ngữ cảnh của câu. Qua ngữ cảnh của câu thì cô lại khắc cái phần cách dùng của nó thêm một lần nữa. Nhà em sẽ xem với cô này. Với cái bài tập đầu tiên, bài tập đầu tiên họ yêu cầu em là chọn một trong hai từ để hoàn thành câu. Nhà cô sẽ có như sau này. Với cái câu số 1, khi mà em làm bài tập này nhé, thì em phải nhớ là sẽ phân tích câu, đúng không ạ? Để chúng ta dịch câu. Rồi sau đó dùng cái ngữ cảnh của câu đó để xem là chọn cái từ nào bây giờ. Nhà cô sẽ có như sau. Bắt đầu. Chúng ta có cả cái cụm từ là have no doubt about something nghĩa là gì? Nghĩa là không có nghi ngờ về cái gì. Toàn bộ này là một cụm này. Vậy gì cả? Anh ấy không một chút nghi ngờ gì. Anh ta không nghi ngờ về cái khả năng của đội anh ấy có thể, đúng không ạ? Có thể vào được trận chung kết World Cup. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đó là cái khả năng, đúng không ạ? Mà có thể làm gì? Nhớ, vậy là có hai cái sự lựa chọn này thôi. Với cái từ đó là từ. Với cái từ đó là từ ability nghĩa là gì? Nó là cái hiện thực mà ai đó hoặc cái gì đó có thể làm được. Vì ở đây nói rằng là anh ta không nghi ngờ về cái khả năng của đội có thể vào trận chung kết. Vậy đấy sẽ là cái khả năng mà đội có thể làm được việc gì đó. Vậy thì cô sẽ dùng cái từ đó là từ. Với từ ability. Ok. Thế tại sao mình không dùng cái từ đó là từ likelihood? Tại sao mình không dùng từ likelihood? Em nhớ cô rồi. Với cái từ likelihood nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra. Nhớ. Nhưng mà ở đây cô sẽ có là khả năng của đội để vào chung kết cơ. Nên là nói về cái hiện thực mà đội của anh ấy có thể làm được điều đó. Nên cô sẽ dùng từ ability. Rồi, thế còn với cái câu số 2. Với cái câu số 2, tương tự như vậy em cũng sẽ phân tích cái ngữ cảnh của câu này. Bắt đầu với từ sau. Với từ every nghĩa là mọi, đúng không ạ? Có mọi cái khả năng rằng là chúng ta sẽ có hai cái từ đằng sau em phân tích cho cô này. Với cái từ đó là từ. Với từ economic nghĩa là thuộc về kinh tế. Với cái từ sau. Với từ recovery nghĩa là hồi phục. Động từ của nó là recover. Danh từ của nó là recovery nghĩa là bình phục, hồi phục. Vậy thì cô sẽ ghép nó thành cụm nghĩa là kinh tế phục hồi, đúng không? Hồi phục kinh tế. Vậy thì với cô dịch là có cái khả năng là nền kinh tế sẽ phục hồi vào năm tới. Vậy đây sẽ là khả năng cho một điều tốt đẹp có thể xảy ra trong tương lai. Vậy thì theo cái quy tắc này, khả năng cho một điều tốt đẹp có thể xảy ra trong tương lai, theo cái cách dùng như vậy thì cô sẽ khoanh được từ. Cô sẽ khoanh được cái từ là prospect. Ok, cô sẽ khoanh được cái từ là prospect. Được không ạ? Rồi, với cái câu số 3. Câu số 3 chúng ta có cái anh là take, ghép với từ exercise nghĩa là gì? Tập thể dục. Tập thể dục đều đặn có thể giúp làm gì? Reduce. Cô có cái động từ reduce nghĩa là gì? Giảm, đúng không ạ? Với từ reduce là giảm. Tập thể dục đều đặn sẽ giúp giảm cái khả năng bị bệnh tim, nhá, bị đau tim.
Vậy ở đây chúng ta sẽ có như sau này. Cô có hai cái sự lựa chọn. Bây giờ bạn sẽ dùng từ gì bây giờ nhé? Với cái từ sau. Với từ ability, nghĩa là hiện thực mà ai đó, cái gì đó có thể làm được điều gì. Như vậy thì ở đây cái khả năng mà anh ta bị đau tim ấy, đúng không ạ? Cái khả năng mà bị đau tim đấy, nó không phải là hiện thực mà ai đó, cái gì đó có thể làm điều gì. Vậy thì cô sẽ loại trừ. Nếu loại trừ thì bây giờ cô còn cái từ sau. Với cái từ likelihood, nghĩa là gì? Nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra. Vậy là tập thể dục đều đặn thì có thể giúp cái, đúng không ạ? Giúp làm giảm cái khả năng bị đau tim đi. Nhớ, nên cô sẽ dùng được từ likelihood. Rồi, thường là cái bài đọc, à thường là cái bài mà chúng ta chọn hai, chọn một trong hai phương án nó sẽ dễ hơn cái bài tập mà chọn bốn phương án như cái bài số 2 này. Nhớ. Nhưng mà cô vẫn muốn các bạn đi qua cái bài tập thứ nhất trước, bởi vì là trước khi để mà em có thể phân biệt được sự khác nhau giữa bốn phương án này thì em phải làm qua cái bài tập phân biệt sự khác nhau giữa hai phương án đã, đúng không ạ? Để mà em dần dần em đã hình thành cái tư duy về nó đã thì em mới chuyển sang bài tập kia, nó sẽ dễ hơn nhá. Với cái câu số 4 là những cái câu hỏi này quá khó, đúng không ạ? Nó làm sao lại những cái câu hỏi đó vượt qua cái khả năng của hầu hết học sinh trong lớp này. Vậy ở đây cô sẽ cần một từ nghĩa là cái khả năng có thể hiểu hoặc làm gì. Bây giờ cô có hai cái sự lựa chọn này nhá. Với cái anh ý, với cái từ sau này, với cái từ đó là từ capacity, với từ sau này. Với từ capacity nghĩa là gì? Với từ capacity nghĩa là khả năng để hiểu hoặc làm gì đó, đúng cái ý mình cần tìm rồi. Nên cô sẽ chọn được từ capacity. Thế tại sao mình không chọn cái từ, tại sao mình không chọn cái từ possibility? Vì cô sẽ có cái từ possibility nghĩa là một việc có thể xảy ra, đúng không? Nghĩa là diễn tả cái khả năng cho một cái điều gì đó có thể xảy ra hoặc trở thành hiện thực, nhưng mà không chắc chắn. Chứ vậy thì ở đây nó không phải là khả năng cho một cái điều gì đó có thể xảy ra, nên là cô sẽ loại cái phương án đó. Chứ với cái câu số 5 này, với cái câu số 5 cô có cái động từ sau. Với động từ exclude nghĩa là gì? Loại trừ. Nghĩa là gì cả? Chúng ta không thể loại trừ cái khả năng rằng chợ có người khác nữa có thể có dính níu đấy. Nhớ, vậy thì ở đây cô sẽ có là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra. Vậy thì cô sẽ loại trừ cái phương án này. Tại sao gọi loại trừ nó? Bởi vì sao? Bởi vì ability nghĩa là khả năng của ai đó hoặc cái gì đó có thể làm được điều gì cơ. Nhớ, nên là cô sẽ không dùng từ ability ở đây. Vậy thì cô sẽ còn cái từ còn lại, đó là cái từ. Cô dùng từ possibility ở đây bởi vì sao? Bởi vì cái từ possibility nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra hoặc trở thành hiện thực nhá. Vậy thì ở đây gì cả, tôi không loại trừ cái khả năng rằng là có người khác cũng dính líu tới nhá. Vậy cô sẽ dùng từ possibility. Với cái câu số 6 này, cơn mưa này sẽ làm cho cái khả năng bị hoãn, đúng không ạ? Thậm chí là lớn hơn. Vậy dịch là cái trận mưa đấy có thể sẽ làm cho cái khả năng phải hoãn cái vụ đó là lớn hơn. Với đây nó sẽ phải là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra nhá. Cô cắt nghĩa là như vậy. Vậy thì bây giờ cô có hai cái sự lựa chọn nhá, xem cho cô này. Với cái từ, chúng ta có cái từ capacity nghĩa là gì? Với cái từ capacity nghĩa là khả năng để hiểu hoặc làm gì đó. Vậy đây nó sẽ không phù hợp rồi, đúng không ạ? Chúng ta cần một cái đó là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra. Vậy thì cô sẽ dùng cái từ, với cái từ probability. Chứ anh này của chúng ta sẽ bằng với từ likelihood. Ok. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển cho cô sang với cái dạng bài chọn 4 đáp án này. Chợ với bài chọn 4 đáp án thì em sẽ xem cho cô như sau, dịch cho cô câu gốc trước. Và dịch là có cái khả năng rằng sẽ có nhiều công việc bị mất, đúng không ạ, năm nay. Vậy thì với dịch là có cái khả năng rằng, đúng không ạ, là sẽ có nhiều cái công việc bị mất vào cuối của năm nay. Vậy thì ở đây nó sẽ phải là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra nhá. Nếu mà cô xét như vậy thì cô sẽ loại được cái phương án là B và D. Tại sao? Bởi vì với cái từ capacity và từ ability, nghĩa là khả năng để mà hiểu làm gì, khả năng muốn nói về năng lực của ai đó có thể hiểu làm gì, đúng không ạ? Nên là cô sẽ bỏ hai cái phương án đó. Ở đây người ta bảo rằng có khả năng rằng sẽ có nhiều công việc bị mất nhờ vào cuối năm nay. Vậy thì cô sẽ thấy được là cô bỏ được ý B, bỏ được ý D. Chứ ý C khi mà người ta thêm cái tiền tố im vào đằng trước này, nó sẽ thành là không có khả năng. Nên là cô sẽ không chọn ý C. Do đó với câu 7, cô chọn được ý A. Chợ với cái câu số 7 sau chuyển cô sang câu số 8. Với câu số 8 dịch là cái hệ thống này, system, đúng không ạ? Cô có từ system nghĩa là hệ thống. Hệ thống này có khả năng để mà vận hành, đúng không ạ? Có thể chạy, cái hệ thống này có khả năng để chạy nhiều hơn một chương trình cùng một thời điểm. Vậy thì ở đây muốn nói rằng là khả năng của cái gì đó có thể làm gì. Mình giống ở trong bảng này, cô sẽ có với cái mục số 2 nhá. Em đọc kỹ cho cô về cách dùng của mục số 2 này.
với cái từ, đó là từ, với từ ability, nghĩa là khả năng cái gì đó có thể làm điều gì. Ở đây muốn nói rằng là hệ thống đấy có khả năng chạy nhiều hơn một chương trình vào cùng một thời điểm. Vậy thì với cái câu số 8 này, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Nhờ, xong câu số 8 chuyển sang câu số 9 nhá. Với cái câu số 9 chúng ta cũng sẽ làm cái hướng tương tự như vậy, nhớ ạ. Với cái câu số 9 chúng ta sẽ có như sau này. Người ta hỏi là nhờ, gì cả? Liệu có cái khả năng nào mà thời tiết có thể cải thiện không? Vậy ở đây nó sẽ không thuộc về cái khả năng theo kiểu năng lực của bản thân. Chợ bỏ cái phần năng lực của bản thân thì cô sẽ bỏ được ý B, bỏ được ý C, đúng ạ. Thì cô sẽ còn ý A hoặc là ý D. Thế mà ý A lại có cái tiền tố im vào đây, nó thành phủ định nhá. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Chợ ý D nó sẽ được dùng như nào? Mình sẽ vừa làm và mình chọn cái đấy thì mình nhắc lại luôn cái cách dùng của nó, để mà mình hiểu được là tại sao ở cái vị trí câu này mình sẽ chọn cái từ đó, đúng không ạ? Mình chọn cái từ đó với chủ ý của mình là gì? Em nhớ cho cô sau này. Cô nhắc lại một nớ về nghĩa của nó này. Với cái từ prospect, nghĩa là khả năng cho một điều gì đó, thường là điều tốt đẹp có thể xảy ra trong tương lai. Thì ở đây muốn nói rằng là khả năng cho một điều tốt đẹp có thể xảy ra ở đây chính là thời tiết cải thiện, đúng không ạ? Với cái câu số 10, chợ với cái câu số 10 gì cả? Nó dường như vượt quá cái khả năng của anh ấy để mà theo những cái chỉ dẫn đơn giản này. Vậy đây nó sẽ là khả năng của ai đó có thể làm gì. Vậy thì cô sẽ xét với cái anh sau này, xét vào cái phần bảng đó, đúng không ạ? Sau khi mình dịch cái ngữ cảnh của câu đấy thì mình suy ra được là ở đây sẽ phải làm theo cái kiểu là khả năng cho ai đó có thể làm gì. Em sẽ nhìn cho cô như sau này. Ở trong cái bảng này thì sẽ có cái mục thứ nhất và mục thứ hai nói rằng là khả năng để mà hiểu làm việc gì, hoặc nhờ khả năng ai đó có thể làm gì. Nhờ vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy như sau này, không có từ ability. Vậy thì cô sẽ dùng từ capacity. Nhờ đây cô sẽ chọn được ý B. Xong câu số 10 chuyển sang câu số 11 này. Chờ câu 11 dịch là nhờ không cái điều đó thì không có khả năng xảy ra đâu, nhưng mà tôi cũng không loại trừ cái khả năng đó. Vậy đây nó sẽ phải là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra. Nhớ, nếu mà nói là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra thì cô sẽ loại cái ý B đầu tiên. Tại sao? Nhớ, bởi vì cái từ sau này, bởi vì cái từ đó là từ, với cái từ capacity nghĩa là khả năng để mà hiểu, đúng không ạ, làm điều gì, nên là cô sẽ không chọn ý B nhá. Rồi tiếp này, cô sẽ có ý A, ý C và ý D. Bây giờ chúng ta sẽ loại trừ tiếp này, cả ý A, ý C và ý D đều có nghĩa là khả năng. Nhưng mà ý D này, ý D với từ prospect nghĩa là gì? Với từ prospect nghĩa là gì? Nghĩa là cái khả năng cho một điều gì đó tốt đẹp có thể xảy ra. Ở đây thì nó không có ám chỉ rằng đó là cái điều tốt đẹp. Vậy thì cô sẽ loại trừ được ý D nhá. Bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý C mà thôi. Chứ ý A và ý C đều mang nghĩa là khả năng, đúng không ạ? Nhá, đều mang nghĩa là khả năng này. Nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau về sắc thái. Bây giờ em lại xem lại cái phần lý thuyết giúp cô, đúng không ạ? Xem lại cái phần lý thuyết giúp cô này. Cô sẽ có sự khác nhau giữa hai cái ngày. Đợi cô một xíu để cô chỉnh lại đó. Bởi vì là cô lật sách đi lật sách lại, nó sẽ dẫn đến mà cuốn sách nó khá là dày. Rồi nhé, chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô này. Cả hai cái từ này đều mang nghĩa là khả năng. Vậy em xét cho cô xem cái sắc thái khác nhau giữa chúng là gì. Thì ý A với cái từ sau, với từ likelihood nghĩa là khả năng một mà một điều gì đó có thể xảy ra, tức là với mức độ chắc chắn. Trong khi đó với cái từ sau này, với cái từ possibility, chờ với cái từ possibility cũng nghĩa là khả năng, nhưng mà khả năng một điều gì đó có thể xảy ra hoặc thành sự thực nhé, nhưng mà không chắc chắn, đúng không ạ? Vậy thì hai cái từ này đều có nghĩa là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra hoặc thành sự thật, nhưng mà khác nhau ở cái mức độ nhé. Với cái từ likelihood nghĩa là mức độ chắc chắn, thế còn anh chị cô là không chắc chắn. Vậy xem cho cô xem là với cái câu này chúng ta sẽ là chắc chắn hay là không chắc chắn. Thì em sẽ xem cho cô vào ngữ cảnh, nghiên cứu kỹ cái ngữ cảnh câu này cho cô này. Ví dụ là nó không có khả năng xảy ra đâu, vậy có nghĩa là không chắc chắn, đúng không ạ? Vậy thì với cái câu số 11, cô sẽ chọn được ý C là vì thế. Cô dịch lại nhá. Nhờ, nó không có khả năng xảy ra đâu, nhưng mà tôi vẫn không loại trừ cái khả năng đó. Nhờ, kiểu như mình cẩn thận ấy. Rồi với cái câu số 12. Chờ câu số 12 dịch là cái khả năng để học ngoại ngữ của anh, cái khả năng học ngoại ngữ của anh ấy, đúng không ạ? Cái khả năng học ngôn ngữ của anh ấy khiến cho tôi sửng sốt, đúng không ạ? Vậy đây sẽ là khả năng ai đó có thể làm được điều gì. Vậy thì cô sẽ loại trừ ý C và ý D. Bởi vì ý C và ý D là khả năng cho một điều gì đó có thể xảy ra hoặc đúng, đúng không ạ?
Ý C là mức độ chắc chắn, còn ý D là mức độ không chắc chắn. Nhưng mà bây giờ cô sẽ loại trừ hai cái phương án đó. Vì ở đây muốn nói về khả năng năng lực của anh ta cơ. Vậy thì cô sẽ còn ý A và ý B. Vấn đề là cả A và B đều mang nghĩa là khả năng. Vậy khi nó xếp chung với nhau nhỉ, nó sẽ khác nhau như nào ấy? Cô sẽ có từ sau này. Với cái từ ability, nó sẽ đi với giới từ là to, chứ không đi với giới từ là for. Được không ạ? Nên là cô sẽ loại trừ được cái anh đấy. Thế còn ý A của chúng ta thì sao? Tại sao mình lại chọn ý A ở đây? Ý A với cái từ sau này. Chợ ý A của chúng ta với cái từ đó là từ capacity. Thì cô sẽ có với cái từ đó là từ. Với cái từ capacity, nó có thể đi với giới từ for. Cái điều quan trọng là nó có thể đi được với giới từ for. Chợ nó có thể đi giới từ for là for something, for doing something. Thậm chí nó có thể đi cả với giới từ to nữa. Đấy, đúng không ạ? Nhớ cho cô cái anh đấy. Xong chưa? Rồi, tiếp này. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, cô sẽ chọn ý A là vì thế, vì nó có thể đi được với giới từ for. Đó các bạn. Rồi, với cái câu số 13. Cô chọn lúc câu 13 thôi nhé. Mặt ôi, để từ câu 13 đến câu số 20. Sau khi 2K4 thi xong thì cô sẽ hỗ trợ chữa các bạn, livestream chữa các bạn phần này nhé.